Xin trân trọng giới thiệu với anh em, đây là con VF8, VF8 bản Plus. Hiện tại VF8 bản Plus đang được sử dụng 2 voucher 150 triệu. Có nghĩa rằng là riêng xe VF8 giá là 1 tỷ 237 triệu. Có thể sử dụng 2 voucher 150 triệu, đồng nghĩa rằng là được trừ thẳng vào là 300 triệu cho khách hàng. Trước mặt quý vị đây là đang hiện diện là xe VF8 bản Plus màu cam. Xe VF8 có chiều dài là 4m75, chiều rộng là 1934, chiều cao là 1m67. Khoảng sáng gầm xe là 179 mm.